Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 2 tháng 6 của báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ C. Khu vực vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C, vùng núi cao từ 18 đến 27 độ C. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, riêng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C, có nơi trên 36 độ C, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 34 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ C. Qua đến khu vực Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa vài nơi và nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C. Trong ngày hôm nay, các khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng những vùng thấp trũng. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình ở mức từ 82 đến 87%. Khu vực miền núi phía Tây mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình ở mức từ 80 đến 85%. Qua đến khu vực thành phố Hà Tĩnh ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình ở mức từ 82 đến 84%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 2 tháng 6.